Kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Chào Ngày Mới sáng thứ Sáu ngày 1 tháng 7 của STV. Thưa quý vị, Sơn La hiện là tỉnh có diện tích cây ăn quả lớn nhất miền Bắc và lớn thứ hai cả nước. Nhằm giải quyết khâu đầu ra cho sản phẩm nông sản của tỉnh, nhất là khi diện tích và sản lượng cây ăn quả trên địa bàn ngày càng tăng như hiện nay, một trong những phương án đang được đặc biệt quan tâm là kêu gọi đầu tư chế biến sâu. Dự án Trung tâm Chế biến Rau Quả Doveco Sơn La là một trong những dự án lớn đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng với nhiều kỳ vọng trong việc tiêu thụ nông sản cho nông dân. Nội dung này sẽ được phản ánh trong câu chuyện ngày mới sáng nay. Và trước hết thì mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin tức. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định số 754 ngày 29 tháng 6 năm 2022 về việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022. Theo đó, quà tặng được chia thành hai mức 600.000 đồng và 300.000 đồng. Cụ thể, mức quà 600.000 đồng sẽ dành cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, cá nhân đã có quyết định phong tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng trước ngày 28 tháng 7 năm 2021 nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Mức quà 600.000 đồng cũng dành tặng thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng, thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Mức quà 300.000 đồng tặng thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Đại diện thân nhân liệt sĩ, người thờ cúng liệt sĩ. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê vừa công bố, tổng sản phẩm trong nước GDP quý 2 năm 2022 ước tính tăng 7,72% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 2 các năm trong giai đoạn 2011-2021. Tính chung 6 tháng GDP tăng 6,42%, trong đó khu vực nông lâm ngư nghiệp và thủy sản tăng 2,78%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,7%, công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục là động lực của nền kinh tế với mức tăng là 9,66%, khu vực dịch vụ tăng 6,6%, xuất nhập khẩu hàng hóa đạt hơn 371 tỷ USD, tăng 16,4% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư nước ngoài thực hiện tại Việt Nam đạt hơn 10 tỷ USD, tăng 8,9%, cao nhất 6 tháng trong 5 năm qua. Quý 3, kinh tế Việt Nam dự báo còn đối mặt với nhiều khó khăn bởi tình hình địa chính trị khó lường. Kinh tế thế giới tăng trưởng chững lại và để đạt mục tiêu tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, đảm bảo đời sống người dân, cần nhất quán thực hiện sống chung an toàn với đại dịch, quyết liệt triển khai các dự án đầu tư thuộc chương trình phát triển, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, chủ động điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ kết hợp với chính sách tài khóa, đẩy mạnh sản xuất trong nước, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tại kỳ họp chuyên đề thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa diễn ra, đã thông qua nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tuyến đường Hòa Bình-Mộc Châu, đoạn thuộc địa phận tỉnh Sơn La. Cụ thể là nghị quyết đã điều chỉnh lại cơ cấu nguồn vốn đầu tư dự án tuyến đường này. Theo đó, thì theo nghị quyết số 80 ngày 10 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La, nguồn ngân sách trung ương đầu tư dự án là 1.700 tỷ đồng. Nghị quyết tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La khóa 15, cơ cấu nguồn ngân sách trung ương được điều chỉnh là 1.800 tỷ đồng, ngân sách tỉnh là 1.990 tỷ đồng. Nghị quyết cũng điều chỉnh tách riêng việc bồi thường hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng thành hai dự án độc lập theo địa bàn hai huyện Mộc Châu và Vân Hồ, nhằm đảm bảo thuận tiện và đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nhất là đối với việc bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư. Chủ trương đầu tư xây dựng dự án tuyến đường Hòa Bình Mộc Châu sẽ kết nối các tỉnh vùng Tây Bắc với thủ đô Hà Nội, giảm tải cho quốc lộ 6 hiện hữu và góp phần phát triển kinh tế, xã hội, khu vực, đồng thời từng bước hoàn thiện mạng lưới đường cao tốc Việt Nam. Với sự quyết tâm và triển khai quyết liệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La trong việc tổ chức vận hành hệ thống hội nghị truyền hình phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ đến cấp xã trên địa bàn tỉnh Sơn La, chuẩn hóa tất cả các quy trình thủ tục hành chính nội bộ, điện tử cấp huyện, cấp xã. Đến nay, 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành việc triển khai hệ thống thông tin một cửa, điện tử. Hiện hệ thống thông tin một cửa, điện tử đã cập nhật đầy đủ thông tin về quá trình giải quyết hồ sơ,
của từng thủ tục hành chính, thực hiện chuyển kết nối hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT iOffice đi qua trục liên thông LGSP. Phần mềm quản lý văn bản và điều hành đã được triển khai tại 725 cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh với hơn 11.000 người dùng. Tỷ lệ văn bản điện tử trao đổi hoàn toàn trên môi trường đạt trên 98%. Tỷ lệ ký số tại các sở ban ngành ủy ban nhân dân các huyện thành phố đạt 90%. Sơn La hiện nằm trong số những địa phương đứng đầu cả nước về sản lượng và chất lượng nông sản. Năm 2022, dự kiến toàn tỉnh Sơn La sẽ xuất khẩu trên 28.000 tấn trái cây và xuất khẩu khoảng 120.000 tấn sản phẩm nông sản chế biến, bao gồm chè, cà phê, tinh bột sắn, cao su. Tỉnh Sơn La phấn đấu giá trị hàng hóa nông sản tham gia xuất khẩu năm 2022 đạt 162,5 triệu USD, tăng 8,3% so với năm 2021. Để chủ động sản xuất và tiêu thụ nông sản, tỉnh Sơn La đã tích cực xúc tiến thương mại, tìm đầu ra bền vững cho sản phẩm của địa phương. Sơn La đã tổ chức nhiều sự kiện kết nối cung cầu giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng cả nước. Đơn cử như sự kiện tuần lễ xoài và nông sản an toàn Sơn La diễn ra từ ngày 29 tháng 6 năm 2022 đến hết ngày 3 tháng 7 năm 2022 tại siêu thị Pixi, Thăng Long, Hà Nội, với nhiều mặt hàng như là sản phẩm quả tươi, rau củ, thực phẩm đã qua chế biến có nguồn gốc xuất xứ tại Sơn La, đảm bảo tiêu chuẩn chứng nhận an toàn thực phẩm Việt Gap, Global Gap, Organic. Đây là cơ hội tốt đưa sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm an toàn của tỉnh vào thị trường thủ đô, từ đó kết nối với thị trường trong nước và xuất khẩu, tạo đột phá trong tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, đẩy mạnh tiêu thụ nông sản, nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân. Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa sẽ diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Năm nay thì toàn tỉnh Sơn La có gần 11.400 thí sinh dự thi tại 32 điểm ở 12 huyện thành phố, với tổng số là 509 phòng thi, 57 phòng chờ, 32 phòng thi dự phòng. Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp cho phổ thông tỉnh đã họp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, các huyện thành phố, chủ động chuẩn bị tốt cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi, xây dựng kế hoạch phối hợp với các đơn vị chủ động các phương án phòng chống thiên tai, an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, thông tin tuyên truyền, triển khai các hoạt động tình nguyện tiếp sức mùa thi, đảm bảo các điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay đạt kết quả cao. Đối với vùng cao, địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp tỉnh yêu cầu chính quyền các cấp quan tâm tạo điều kiện và đảm bảo nơi ăn chốn nghỉ, nấu cơm miễn phí cho thí sinh trong 3 ngày thi. Các trường có trách nhiệm phân công giáo viên theo sát học sinh, nắm bắt những khó khăn vướng mắc để giải quyết kịp thời, động viên các em trước kỳ thi. Qua kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tại tỉnh Sơn La cho thấy, đến nay 100% điểm thi đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, con người và đảm bảo phòng chống dịch để kỳ thi diễn ra an toàn, đạt kết quả cao nhất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những thông tin thời sự, bây giờ sẽ là thời lượng dành cho câu chuyện ngày mới. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu hoàn thành xây dựng đưa công trình vào hoạt động trong vụ chế biến nông sản năm 2022. Những ngày này thì trên công trường xây dựng trung tâm chế biến rau quả Dovico Sơn La, đơn vị thi công đã tập trung thiết bị máy móc và nhân lực triển khai thi công các hạng mục với tinh thần quyết tâm cao nhất để đạt tiến độ đề ra. Dự án trung tâm chế biến rau quả Dovico Sơn La là trung tâm chế biến rau quả khép kín từ việc liên kết sản xuất thu mua nguyên liệu chế biến và phân phối tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, chính thức khởi công từ tháng 9 năm 2020. Đến nay, dự án đã hoàn thành 100% giai đoạn 1, xây dựng lắp đặt nhà xưởng và các công trình phụ trợ. Hiện đang gấp rút triển khai thi công giai đoạn 2, lắp đặt hệ thống thiết bị máy móc phục vụ sản xuất và hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải. Bây giờ công ty đang bố trí 50 công nhân kỹ thuật để lắp đặt dây chuyền sấy ngô và có dây chuyền sấy dẻo. Thì phần việc thì bây giờ công ty chúng tôi đã hoàn thành có dây chuyền sấy dẻo của Sasaki. Dây chuyền này thì để phục vụ sấy xoài, sấy nhãn, sấy vải. Với tổ hợp 3 nhà máy có thiết bị và công nghệ hiện đại bậc nhất hiện nay, gồm nhà máy chế biến nước quả cô đặc và puree, nhà máy chế biến rau quả đông lạnh và nhà máy chế biến rau quả rau đồ hộp, tổng công suất thiết kế khoảng lên 50.000 tấn sản phẩm một năm. Trên mỗi dây chuyền sản xuất có thể đồng thời chế biến đa dạng các loại nguyên liệu rau, quả sẵn có ở Sơn La. Khi dự án đi vào hoạt động, có thể tiêu thụ trên 500.000 tấn rau quả một năm như xoài, chanh leo và bơ. Sau khi vận hành chạy thử xong vào năm 2022,
Dự kiến công ty sẽ thu hoạch khoảng từ 50 đến 55 tấn nguyên liệu rau quả các loại. Việc phát triển vùng nguyên liệu thì chúng tôi cam kết là sẽ bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho bà con. Cùng với đó là chúng tôi sẽ đồng hành với bà con về mặt khoa học kỹ thuật để bà con an tâm sản xuất, tạo nên vùng nguyên liệu phục vụ cho cái việc vận hành của nhà máy của chúng tôi. Thứ hai đó là về nguồn nhân lực thì hiện tại chúng tôi đã đưa 100 cán bộ công nhân về đào tạo kỹ thuật, đào tạo thực hành tại nhà máy Ninh Bình để cái lực lượng này sẽ là một lực lượng nòng cốt thì sẽ quay trở lại Sơn La để vận hành nhà máy. Chúng tôi cam kết là sẽ bằng nỗ lực tối đa để đưa nhà máy đi vào hoạt động trong thời gian sớm nhất. Việc đưa vào hoạt động trung tâm chế biến rau quả Doveco Sơn La đúng vào vụ thu hoạch nông sản năm 2022 có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao giá trị các mặt hàng nông sản, tạo ra những mặt hàng mới có sức cạnh tranh trên thị trường, đồng thời tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho lao động địa phương, từ đó khai thác tốt tiềm năng vùng nguyên liệu rau quả trên địa bàn tỉnh, giải quyết đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình kết nối hình thành chuỗi sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông sản nông nghiệp theo hướng bền vững. Vâng, có thể nói là một dự án đang rất được mong đợi, phần nào tháo gỡ đầu ra cho nông sản của Sơn La. Và tạm khép lại câu chuyện ngày mới tại đây thì mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục chương trình với Góc Cuộc Sống. Thưa quý vị và các bạn, với diện tích vùng lòng hồ trên 10.500 ha và các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc là điểm nổi bật trong tài nguyên du lịch ở Quỳnh Nhai. Những năm gần đây thì các mô hình du lịch cộng đồng, nghỉ dưỡng sinh thái đa dạng ở đây phát triển mạnh với sự đầu tư của các đơn vị và doanh nghiệp. Từ cuối năm 2019, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển du lịch Quỳnh Nhai đã đưa vào hoạt động khu nghỉ dưỡng Trung Kiên với các sản phẩm dịch vụ du lịch đa dạng có quy mô 3.000 m2, gồm khách sạn 4 tầng với 27 phòng nghỉ, phòng họp, 11 phòng nghỉ bungalow và 1 phòng nghỉ cộng đồng, 2 du thuyền. Hàng năm thu hút hàng nghìn lượt khách đến tham quan trải nghiệm. Để nâng tầm cái khu nghỉ dưỡng mang tính chất là sinh thái, vì khu chúng tôi là ở cái ven hồ thủy điện lòng hồ thủy điện Sơn La, chúng tôi đầu tư và không ngừng học hỏi và nâng cấp các cái cơ sở vật chất. Công ty không ngừng liên kết nâng cao chất lượng dịch vụ các sản phẩm du lịch, phối hợp với một số đơn vị du lịch tổ chức các tuyến du lịch, khu văn hóa tâm linh, đảo trái tim, vịnh Uy Phong, cột mốc huyện cũ và bản Bon xã Mường Chiên, mở tuyến du lịch lòng hồ Quỳnh Nhai đi huyện Mường La và Mường Lay tỉnh Điện Biên. Chúng tôi lựa chọn đến lòng hồ Quỳnh Nhai và cũng là cái địa điểm nhà nghỉ của Trung Kiên này, chúng tôi rất hài lòng. Và tôi sẽ giới thiệu cho các bạn bè của chúng tôi là lần sau cũng lại đến đây nữa, bởi vì cái nơi du lịch này rất là phù hợp. Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển du lịch Quỳnh Nhai đang nỗ lực tạo ra một thương hiệu du lịch có chất lượng, đặc biệt là chú trọng đào tạo đội ngũ nhân viên chuyên sâu về ẩm thực dân tộc, cách đón tiếp và phục vụ khách du lịch. Hiện nay, nhiều nhân viên ở đây có mức thu nhập ổn định từ 5 đến 8 triệu đồng một người trên tháng. Làm việc ở đây có thu nhập ổn định, xong rồi làm việc ở đây tôi cũng được học hỏi những kỹ năng giao tiếp với khách để hướng dẫn khách. Với những quyết tâm phát triển các sản phẩm dịch vụ du lịch chất lượng cao, từng bước khẳng định thương hiệu của mình, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển du lịch Quỳnh Nhai không chỉ đem đến sự hài lòng cho du khách mà còn góp phần thúc đẩy du lịch phát triển vùng Tây Bắc. Vâng, có thể nói là với sự vào cuộc của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong lĩnh vực du lịch, thì kỳ vọng Sơn La sẽ có thêm nhiều những sản phẩm du lịch mới thu hút du khách gần xa. Và tới đây thì chương trình Chào Ngày Mới cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.